có luôn, nhưng mà nó nhàn. À, thế hồi thế em vào nhà lướt em làm nó nhàn, sáng cấp ô tô đi chiều cấp ô về, nó nhàn không có con mẹ gì để làm hết. Vô cái phòng hành chính sự nghiệp gì đó, sáng mấy con ghệ ngồi giữa móng tay. Hồi hôm qua cái sớm em thấy con nhỏ nó mới mua cái nhà cũng đẹp lắm, nó bán 6 triệu rưỡi này khái vậy không, vô bà này bà kia tám với nhau quý vị biết không. Rồi vô không có làm mẹ gì hết đó, bắt đầu đến 19 giờ rưỡi, chừng 10 giờ rưỡi rồi, chị ở đây xíu đi, em đi rước con ngang, dắt xe rước con mẹ nó. 12 rưỡi vô, 12 rưỡi vô, 1 giờ vô, vô xong ngồi vòng vòng 3 rưỡi vòng vòng. Thôi bây giờ đi về em đi chợ nghe đó, đại khái gọi đi rước con đi chợ xong về nhà, không làm mẹ vậy đó, vô trong đó ngồi ngồi vậy đó. Tiền sao cái những cái chức vụ đó thì không có cần chèo, không cần tranh chấp gì hết, thì ở trong đó ở không làm gì, nhàn quá làm văn phòng thì sao, mua đồ mỹ đế xách tay về, post Facebook bán hàng online, có mấy con ghế công an hành chính nữa kìa, đầy nhóc ở trên TikTok kìa, đầy ở trên Facebook hết. Đồ kêu em mở hàng đi, mở ra bán livestream, chị ngồi ở trong cơ quan hành chính nhà nước rồi chốt đơn luôn, bán luôn, y bài luôn, nước bông đúng không, mỹ đế đúng không, rồi cái này cái kia bán hết, hàng ở đâu về đồ này kia, có quan hệ làm gì, mở rảnh làm gì không đó. Bắt đầu ở không làm gì thì chuông reo lên, rồi giao hàng, bóc điện thoại, điều hành đường dây, ship đồ này kia. Chứ giờ ở Đông Lâm tới tháng lãnh lương, lương 5-7 triệu hả, lương nhiều 3 triệu mấy 4 triệu hả, nhưng mà ngon lãnh, thấy không, kiếm tiền ở ngoài dự án nữa, biết cò nữa. À cái vụ mà sửa nhà đó hả, được rồi, để chị gọi lên trên trên quận có rảnh về chưa. À, ok rồi xong bụp bụp rồi cái vụ đó hả. À, ngày mai 4 giờ hẹn gặp nghiêng, rồi xong ký gẹt gẹt xong sửa nhà xong, thấy không, đâu làm gì làm cò. Ở mấy chỗ đó làm cò, làm cò, làm câu nói, bắt đầu chừng 5 năm, 10 năm bắt đầu là nanh đồ cứng lên rồi, móng vuốt đầy đủ rồi biết không. Là xong là bắt đầu thành đại bàng. Không thành đại bàng thì cũng chuyển xuống, không bao giờ xuống làm chim trẻ hết. Không đại bàng thì cũng gà trống kêu ùng mà. Là mất cái xe hả, bảo chị thế, anh em mình cũng nhà nước cả nhau, gọi sao. Để làm chi, bắt đầu xuống, dồi dĩnh mấy doanh nghiệp đến Tết. Ê, công ty à, thế bên em đang chuẩn bị có tất niên ấy, thế chừng nào ghé chị đó, là như vậy. Bắt đầu đến Tết đi vòng kiếm được chút nào hay chút đó, đó kiếm tiền bôi trơn chút đỉnh mấy mốt lên. Mẹ mấy doanh nghiệp mấy này nọ thôi kệ mẹ, nó tới Tết bỏ phong bì cho nó gọi là biết điều. Ừ, mỗi phong bì 2 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu đồ, anh em để chút uống cà phê này nọ, mấy mốt mình lên mình chứng giấy, xin giấy tờ công nhân đồ nó dễ, thấy không, tạm trú đồ, mấy nhà trọ đồ này nọ, lâu lâu mấy anh xuống đồ ở trên quận xuống lâu lâu đi chứng giấy đồ này nọ thì cũng đỡ quen phải không. Hoặc là mua bán mấy cái nhà đồ nhờ nó chứng khỏi mất công đi, cũng không tốn hơn bao nhiêu mối, thì được nhiều mối vậy thì cũng kiếm được. Bố mày lại, nói mày biết bố mày lại không, mày biết bố của tao lại không, bố của bố tao lại không, mày lúc đó là thua nó rồi, thấy không, vô mấy năm cộng ra vỗ ngực mày biết bố mày lại không, nói mày biết bố của bố tao lại không, mày xích bà nữa, lúc đó là coi như là chết nữa.